Nắng nóng, điện áp quá tải không ổn định ảnh hưởng tới thiết bị điện và chất lượng cuộc sống gia đình bạn. Đừng lo, này đã có máy tự động ổn áp Euro Standard. Sử dụng 100% dây đồng, công suất máy vượt trội, phản ứng tức thì khi có sự thay đổi điện áp đầu vào. Thiết kế tinh tế với áp 3 đảo chiều giữa điện trực tiếp và điện qua ổn áp, bảo vệ quá dòng và quá áp qua hai tầng áp. Máy tự động ổn áp Euro Standard, ổn định điện áp, bảo vệ thiết bị cho gia đình bạn. Sản phẩm được bảo hành 4 năm, đổi mới trong năm đầu sử dụng. Máy tự động ổn áp Euro Standard, thương hiệu xuất khẩu của Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Chế tạo Thiết bị Điện lưới miền Bắc. Quỹ từ thiện hàng hữu của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng tạm ngừng tài trợ với 3 bệnh viện. Quỹ từ thiện hàng hữu của gia đình bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, ông chủ Công ty Cổ phần Đại Nam, đã gửi công văn đến Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Chợ Rẫy về việc tạm ngừng tài trợ các chương trình Trái tim hàng hữu và Giờ vàng cấp cứu từ tháng 10 năm 2021. Theo nội dung công văn, quỹ từ thiện hàng hữu đã tài trợ cho 3 bệnh viện thông qua chương trình Trái tim hàng hữu và Quỹ Giờ vàng cấp cứu. Các đối tượng được tài trợ là trẻ em có bệnh tim bẩm sinh, nạn uống thủy thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn và không có khả năng chi trả viện phí. Trong thời gian qua, đã có nhiều kết quả tích cực, phục vụ tốt và kịp thời cho các bệnh nhân nêu trên. Tuy nhiên, công văn cho biết, trước các diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Công ty Cổ phần Đại Nam đã tạm dừng tất cả các hoạt động kinh doanh dịch vụ của khu du lịch Đại Nam Văn hóa Thể thao. Việc tạm dừng đã ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu, tức nguồn thu chính của công ty. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của khu du lịch được dùng cho các chương trình thiện nguyện của Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu cũng đã bị ảnh hưởng. Vì vậy, Quỹ Từ Thiện Hàng Hữu đã gửi công văn thông báo sẽ tạm ngưng các hoạt động thiện nguyện từ tháng 10 năm 2021. Trước khi đến quyết định tạm ngừng tài trợ các chương trình thiện nguyện, cách đó 7 tiếng, bà Nguyễn Phương Hằng đã viết tâm thư bày tỏ nỗi lòng trên trang cá nhân. Theo đó, bà Hằng cho biết, Quỹ Mẫu Tim Hàng Hữu trong 7 năm qua đã cứu sống hàng ngàn trái tim và bà mong rằng quỹ thiện nguyện sẽ kéo dài cho đến khi con trai bà là Hằng Hữu trưởng thành. Bà Hằng bộc bạch rằng, đây là đại nguyện to lớn nhất của đời tôi. Chúng tôi gồng gánh tất cả, vượt sóng, vượt gió, vượt bao khó khăn để duy trì quỹ thiện nguyện. Bao nhiêu con đường, bao nhiêu trường học, bao nhiêu căn nhà tình thương tình nghĩa, bao ngôi chùa và bao mảnh đời khốn khó khác nhau. Bao nhiêu ngàn nhân viên cùng cuộc sống của họ và gia đình. Chúng tôi tâm huyết chọn cho mình một con đường, sống một lòng vì người nghèo, gánh vác bớt cho xã hội. Nhất là những gia đình có con em bệnh tật nghèo khổ, chỉ mong sự sống còn vào tình thương yêu của cộng đồng, xã hội. Tuy nhiên, bà Hằng bất ngờ tuyên bố bỏ cuộc và tạm ngừng quỹ thiện nguyện. Điều tôi quyết định dừng lại tất cả mọi thiện nguyện là để tự vệ, sống cho gia đình và các con tôi, cũng như giải thể hết công ty. Chứ không hẳn với lý do Công ty Đại Nam làm ăn khó khăn do Covid-19 như trong công văn. Bà Hằng đã tuyên bố tạm ngưng hoạt động thiện nguyện của quỹ hàng hữu rằng Quỹ Mẫu Tim của tôi đã cứu sống được tất cả các em, không có một em nào ra đi. Đó là phước phần của tôi. Và hôm nay, chúng tôi chính thức dừng lại với một giá trị dâng hiến trọn vẹn trong suốt 7 năm. Tôi đã cho một con số từ 500 đến 1.000 ca trên một năm để 3 bệnh viện hoạt động suốt ngày đêm và nới rộng 30% biên độ cho trẻ dưới 16 tuổi. Có những trẻ trên cả 16 tuổi chúng tôi cũng cứu giúp, vì một khi đã cứu người thì không kể gì đến tiền bạc ở đây, không tính toán so đo. Khi bác sĩ lên tiếng, tôi chưa một lần biết từ chối, vì trên đời này không có gì quý hơn mạng sống con người. Chúng tôi còn mở thêm quỹ giờ vàng tại các bệnh viện để cấp cứu kịp thời cho các nạn nhân gặp tai nạn mà gia đình chưa đến kịp. Phải làm sao để cứu họ ngay, tiền bạc sẽ tính sau. Khi gia đình họ đến, họ sẽ hoàn trả, hoặc nếu quá khó khăn thì chúng tôi giúp hết. Đây là những sự thật mà chúng tôi đã và đang làm. Quý vị có thể đi tìm hiểu những sự thật này. Và hôm nay, chúng tôi tuyên bố dừng mọi thiện nguyện và giải thể công ty, vì chúng tôi đã từng tuyên bố lợi nhuận của công ty sẽ mang giúp hết cho quỹ thiện nguyện và bán luôn cả tài sản của mình đang có một số ít để giúp cho đất nước khi gặp biến cố. Được biết, quỹ từ thiện Hằng Hữu được lấy tên từ con ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng là Huỳnh Hằng Hữu, và quỹ được ký kết hoạt động vào tháng 9 năm 2014, đúng ngày sinh nhật con trai của ông Dũng, bà Hằng. Theo thỏa thuận giữa Công ty Đại Nam và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, quỹ dự kiến hoạt động trong vòng 16 năm, từ 2014 đến 2030. Ước tính mỗi năm quỹ sẽ hỗ trợ thực hiện từ 500 đến 1.000 ca cho trẻ em nghèo khó khăn, không may mắc bệnh tim bẩm sinh. Nếu hoạt động đủ 16 năm, ông Huỳnh Uy Dũng ước tính số tiền tài trợ cho chương trình này khoảng 1.000 đến 1.500 tỷ đồng. Đến tháng 6 năm 2016, quỹ từ thiện Hằng Hữu chính thức được thành lập. Theo số liệu của chúng tôi, trong giai đoạn 2016-2019,
doanh thu của Đại Nam, công ty quản lý khu du lịch Đại Nam và là nguồn thu của quỹ hàng hữu, dao động từ 370 đến 450 tỷ đồng trên một năm. Với giá vốn hàng bán rất thấp, tỷ suất lãi gộp của Đại Nam lên đến trên 90% doanh thu. Tuy nhiên, trừ đi các chi phí liên quan khác, công ty vẫn lỗ lớn, trong đó năm 2017 và 2019 lỗ trên 100 tỷ đồng. Liên tục lỗ lớn dẫn đến vốn chủ sở hữu đến cuối năm 2019 đã xuống 195 tỷ đồng. Cũng tại thời điểm này, tổng tài sản của Đại Nam đạt gần 4.500 tỷ và nợ dài hạn hơn 3.900 tỷ đồng. Theo cafef.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Tạo ngay clip intro quảng cáo ngắn ấn tượng để phục vụ cho quảng cáo YouTube, Google Ads, Facebook Ads. Sử dụng để trang trí cover Facebook, website với mức giá chỉ 1 triệu đồng. Liên hệ Zalo 0964 002 593 hoặc truy cập website quảng cáo itb.com để biết thêm chi tiết.